Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một số học sinh lớp 9 ở trường trung học cơ sở Nghi Quang, Tiến Thiết, huyện Nghi Lộc bức xúc vì con không được tạo điều kiện thi lớp 10 trường công, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị chính quyền các địa phương, phòng giáo dục và đào tạo cùng với các trường không được ngăn cản học sinh dự thi lớp 9 đến lớp 10 công lập. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thực hiện đúng chủ trương phân luồng, tạo cơ hội công bằng cho tất cả học sinh. Học sinh từ lớp 9 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đều có quyền được tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn tất cả các trường trung học cơ sở trực thuộc thực hiện việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, hướng dẫn đầy đủ việc đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông. Đồng thời các trường hỗ trợ phụ huynh học sinh trong việc đăng ký, làm hồ sơ, tuyệt đối không được ngăn cấm học sinh dự thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc, nếu phát hiện sai phạm phải có hình thức xử lý nghiêm. Sở sẽ kiểm tra các cơ sở, nếu có sai phạm sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hình thức xử lý theo quy định. Trước đó, một số phụ huynh trường trung học cơ sở Tiến Thiết và Nghi Quang, huyện Nghi Lộc phản ánh hơn một tuần qua con của họ không được đi ôn thi từ lớp 9 lên lớp 10. Lý do là nhà trường vừa tổ chức hai đợt khảo sát thi môn toán, văn và ngoại ngữ. Những em nào đợt 1 tổng 3 môn 15 điểm, đợt 2 tổng 12 điểm mới được ôn thi lên lớp 10. Những em dưới mức điểm trên được hướng dẫn ôn thi vào trường tư hoặc dạy nghề. Sau đó, phụ huynh đã lên gặp lãnh đạo nhà trường yêu cầu cho con được thi lên lớp 10 hệ công lập nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, cả hai trường trung học cơ sở trên đều phủ nhận là không có chủ trương như trên. Vâng, đến hẹn lại lên, kỳ thi vào lớp 10 công lập hàng năm luôn nóng, tạo ra nhiều áp lực cho cả phụ huynh lẫn học sinh và nhà trường. Và xung quanh vấn đề này, cư dân mạng cũng đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý trên các diễn đàn trực tuyến. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh hay Nghệ An, hầu hết các tỉnh thành đều như vậy. Họ giao cho giáo viên chủ nhiệm vận động số học sinh có học lực trung bình làm đơn theo mẫu in sẵn của nhà trường, xin không thi vào lớp 10 trường công. Họ làm như vậy chỉ để nhằm bảo vệ thành tích của trường. Chỉ có học sinh giỏi đi thi thì tỷ lệ đậu khá cao. Họ đã chặn đứng quyền được học hành của trẻ em một cách thô bạo vì bệnh thành tích. Việc làm của trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An là phân biệt đối xử không thể chấp nhận được. Nếu học lực quá thấp dù học không hiệu quả, nên định hướng học nghề để các em có hiểu biết rõ ràng về nghề nghiệp, không phải càng học cao càng kiếm được nhiều tiền đâu. Thà mình thêm 3 năm tuổi nghề, còn dễ xin việc hơn 3 năm đi học. Cũng phải nói trường muốn thành tích cao, tỷ lệ đỗ cao, nhưng cho các em thi mới biết sức học chứ, ai lại dạy chưa thi đã bỏ cuộc. Cứ cách chức hiệu trưởng của mấy cái trường cấm học sinh thi vào lớp 10 công lập là hiệu trưởng các trường khác không dám cấm như vậy nữa. Giáo viên chủ nhiệm thường phải nghe theo lệnh của hiệu trưởng, nhưng khi đổ bể thường đùn đẩy cho giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm. Con mình học dở thì nên chọn nghề, có gì mà bức xúc. Con tôi thi cho có 3 môn được 7 điểm đây này. Nhìn chung vẫn do bệnh thành tích thôi, ngành giáo dục nên cấm việc thống kê học sinh đỗ vào cấp 3 trong các báo cáo là ổn. Theo hướng dẫn thi lớp 10 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thi lớp 10 năm học 2024. Theo đó, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Điểm xét tuyển là tổng 3 bài thi, trong đó toán và ngữ văn nhân hệ số 2, ngoại ngữ nhân hệ số 1 và theo nguyên tắc xét tuyển. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3. Khi trừ nguyện vọng 1, thí sinh được xét tới nguyện vọng 2 và 3 nếu đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 1 và 2 điểm. Các nguyện vọng được xét song song đến khi hết học sinh đạt điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1. Thiếu chỉ tiêu mới tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết với nguyên tắc xét tuyển này, các trường top cao có thể lấy số trúng tuyển sát với chỉ tiêu. Nhưng những trường khó tuyển sinh phải lấy nhiều hơn, vì có thể nhiều học sinh đỗ nhưng không học. Năm nay Hà Nội có 133.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó 106.000 em đăng ký dự thi lớp 10. 127 trường công lập gồm trường chuyên, trường công tự chủ đáp ứng 81.000 chỗ học. Còn lại học sinh có thể theo học trường tư, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề. Thưa quý vị, ở đầu tuần, giá vàng tiếp tục nhảy múa cũng là thông tin được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm trong ngày hôm nay. Cụ thể, giá vàng miếng đột ngột giảm hơn 3 triệu đồng lúc mở cửa, sau đó biến động tăng giảm liên tục trong ngày. Tới 14 giờ chiều ngày 13 tháng 5, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC neo tại mức 87,5 đến 90 triệu đồng, quay đầu giảm 500.000 đồng so với biểu giá buổi trưa.
Trước đó, giá vàng miếng SJC lúc mở cửa đã giảm tới 3,3 triệu đồng chiều mua và 2,8 triệu đồng chiều bán ra, xuống 85,5-88,5 triệu một lượng. Lực mua vào sau đó kéo giá vàng miếng tới 12 giờ trưa ngày 13 tháng 5, quay đầu tăng nhanh 2 triệu đồng lên 88,90,5 triệu. So với mức đỉnh thiết lập hôm 10 tháng 5, mỗi lượng vàng miếng sáng 13 tháng 6 có lúc giảm gần 4 triệu đồng sau khi chính phủ yêu cầu kiểm tra ngay thị trường vàng. Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng thế giới đi ngang quanh vùng 2.360 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 72,5 triệu đồng mỗi lượng. Cú lao dốc của vàng miếng sáng nay khiến chênh lệch với giá thế giới được thu hẹp tới mức 20 triệu đồng vào cuối tuần trước, hiện về 16 đến 18 triệu đồng một lượng. Lâu nay, giá vàng miếng SJC vẫn thường biến động khó lường và thường lệch pha so với thế giới. Một lượng cung không đổi vàng miếng lưu thông trên thị trường trong năm qua nằm trong két người dân hoặc được mua đi bán lại. Chỉ tới gần đây thông qua việc đấu thầu, nguồn cung mới được tăng thêm đáng kể nhưng cũng chưa đáng kể. Cứ khi nào đám đông ùn ùn kéo nhau đi mua hoặc nhiều chuyên gia dự báo sẽ lên nữa thì ngày hôm sau giá giảm thôi mà. Nói chung tay mơ và không có kiến thức thì không nên đầu cơ dù là vàng, bất động sản, coin. Nên coi vàng là tài sản tích lũy, dư tiền thì mua, không dư thì thôi. Có ít mua ít, có nhiều mua nhiều và cũng không nên quá coi trọng giá cả vì cơ bản giá trị của vàng gần như không thay đổi theo thời gian. Cứ thấy ham mà đua theo nhằm hy vọng chốt lời mà không có kiến thức về đầu cơ, đầu tư thì khả năng cao là lỗ. Tiệm để chênh lệch giá mua bán cao nên họ không bao giờ thiệt, dân mong có giải pháp mạnh tay, không chỉ làm giàu cho một nhóm, rất khổ người đang vay bằng vàng. Mình không hiểu ai quy định cái giá này nhỉ, khi người dân tới mua vàng thì họ có được mặc cả giá đâu mà sao giá lại tăng hay giảm nhỉ? Giá vàng Việt Nam hiện tại vẫn còn cao hơn thế giới, mong nhà nước kiểm soát điều chỉnh lại giá cho hợp lệ, ngang bằng với thế giới. Ai đó với tâm lý đỉnh của hôm nay sẽ là đáy của ngày mai, chắc đang khóc ròng hết nước mắt, ủng hộ các cơ quan quản lý thanh tra thị trường vàng để giữ bình ổn giá cả. Để tránh đầu cơ trục lợi thì phải linh hoạt chủ động trong điều chỉnh giá vàng. Nếu xuống giá, bọn đầu cơ sẽ mua tích trữ số lượng lớn, vậy là cũng không xuống được nữa. Vì khi nhu cầu cao thì giá phải lên. Mỗi đợt trước khi xuống giá thì phải tăng lãi suất ngân hàng, giảm giá trị bất động sản trên sàn xuống và quy định số lượng mua tối đa tránh đầu cơ tích trữ. Nói chung là còn phụ thuộc nhiều yếu tố, không phải muốn xuống là xuống. Một đoàn thám hiểm mới đây đã khám phá ra hồ nước màu xanh ngọc bích cách cửa hang Thung, Quảng Bình. Chừng 1 km, treo lơ lửng với xung quanh là các khối thạch nhũ, phía dưới là hệ thống sông ngầm. Hồ nước này đang được đặt tên là Hồ Lơ Lửng. Ngày 12 tháng 5, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ phía công ty trách nhiệm hữu hạn Junglebot về hồ nước này, nhưng qua báo chí đã nắm được một số thông tin. Ông Quý cho biết sau khi có thông tin chính thức, cơ quan chức năng sẽ lập đoàn để tham gia khảo sát các vấn đề kỹ thuật, sau đó mới đi đến quyết định có khai thác hay không. Chỉ khi các chỉ số chuyên ngành được đảm bảo, lúc này mới được phép đưa vào khai thác. Các chỉ số chuyên ngành cần được xác nhận như tài nguyên, kiểm tra thực địa, phân tích các yếu tố an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.